Thưa quý vị, từng là tâm dịch của Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng huyện Xuyên Mộc là một trong những địa phương của tỉnh đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 khi đã chuyển hóa thành vùng xanh an toàn. Do đó, cả hệ thống chính trị và người dân địa phương đang nỗ lực bảo vệ tốt thành quả chống dịch, không để phát sinh dịch. Và một trong những biện pháp mà huyện đang triển khai là tăng cường kiểm soát tại các chốt phòng dịch nhằm ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn. Chốt kiểm soát tại quốc lộ 55 thuộc địa bàn xã Phước Thuận là điểm giáp ranh giữa huyện Xuyên Mộc với huyện Đất Đỏ. Mọi phương tiện và người dân qua đây đều được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều trường hợp không đủ giấy tờ theo quy định phòng chống dịch của tỉnh đều bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát huyện Xuyên Mộc buộc quay đầu xe. Tại đây, huyện bố trí lực lượng y tế để test nhanh miễn phí cho tài xế đi về từ vùng dịch nhằm phát hiện, ngăn chặn các trường hợp nghi nhiễm nếu có. Đi từ ở Long Thành, Đồng Nai xuống dưới Xuyên Mộc của Bà Rịa Vũng Tàu để em giao hàng hóa. Hàng hóa em giao là vật liệu xây dựng. Khi em tới chốt kiểm dịch thì được anh công an thổi lại và khai báo y tế. Em có khai báo y tế từ trước khi xuống đây rồi. Và anh mới nói là cái giấy xét nghiệm của em là gần hết hạn rồi. Cho nên là anh mới kêu em là vô trong này để được test COVID miễn phí. để đi trên cái lộ trình được an toàn hơn, cho nên em mới có mặt ở đây để em mới test COVID xong. Test COVID thì và cô test COVID thì cũng nhẹ nhàng, test thì cũng nhanh. Theo em đánh giá thì công tác phòng chống dịch của ở địa phương của mình thì rất là tốt và chu đáo. Vì địa phương ở Đất Đỏ thì mình đi ghé đây thứ nhất là vừa đi công tác của ngành điện. Rồi ghé đây được cái các anh hỗ trợ của chốt kiểm dịch hướng dẫn đăng ký quét mã QR rồi phục vụ để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch cho địa bàn qua mấy khu vực công ty công tác. Đi qua lại cái đường này, chốt này rất nhiều mà lúc nào cái chốt này cũng làm chặt chẽ và hướng dẫn tận tình lắm. Người ta khai báo y tế, người ta hướng dẫn mình một cách rất là tận tình. Ví dụ như mà người ta mắt nhìn không rõ thì người ta phải lấy dùng điện thoại mình người ta kết nối dùm. Rồi nói chung là mấy chú mấy cô ở đây làm việc rất là tận tình. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua chốt mình là rất đông. Một ngày có tầm 300 tới 500 là phương tiện ô tô. 2 đến 300 là phương tiện là xe máy. Tất cả những phương tiện nào mà qua chốt kiểm dịch là đều được chúng tôi kiểm soát chặt chẽ. Chúng tôi kiểm soát giấy tờ phương tiện cá nhân và kiểm soát họ là họ di chuyển từ đâu tới đâu đó, và họ có được phép di chuyển hay không. Qua thực hiện công tác thì chúng tôi sẽ bóc tách và loại ra được những cái đối tượng mà có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Lo ngại mầm bệnh có thể xâm nhập vào địa bàn nên huyện Xuyên Mộc đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến người dân. Song song đó duy trì 10 chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện và khu vực giáp ranh hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận. Trong đó 9 chốt do huyện chủ trì với 122 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và y tế tham gia. Từ 0 giờ ngày 9 tháng 9 đến nay, các chốt đã kiểm soát 3.326 người vào địa bàn huyện, trong đó buộc quay đầu 260 trường hợp. Lực lượng các chốt đã tiến hành test nhanh COVID-19 cho hàng trăm trường hợp đi về từ vùng dịch, nhưng không phát hiện trường hợp nào dương tính. Bên cạnh việc duy trì các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào địa bàn, huyện Xuyên Mộc còn duy trì 80 tổ tuần tra kiểm soát do công an xã thị trấn chủ trì khép kín địa bàn 24/24 giờ. Sự chỉ đạo của công an xã là thành lập một cái chốt đầu của xã Hòa Bình với đầu xã của xã Hòa Hưng thì thực hiện cái nhiệm vụ thì theo chỉ đạo thì coi như là trước mắt là hỗ trợ cho các chốt khác để có chuyện gì xảy ra là hỗ trợ cho họ. Và cũng giữ gìn trật tự an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần bảo vệ vùng xanh, bảo vệ cái thành quả phòng chống dịch trong thời gian vừa qua. Đến thời điểm này, huyện Xuyên Mộc trải qua 24 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Đã có 533 trong tổng số 560 ca xuất hiện. Tuy tình hình dịch bệnh đã có những tín hiệu lạc quan, song ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là trước dịch bệnh. Tăng cường cái công tác tuyên truyền cho người dân hiểu, biết và chấp hành nghiêm cái thực hiện cái phòng chống dịch hiện nay. Cái biện pháp thứ hai đó là cái biện pháp nghiệp vụ, tăng cường cái công tác kiểm soát. Công an huyện đang triển khai
10 chốt kiểm soát tại các cái vùng ven của huyện Xuyên Mộc, và 10 chốt này đó để kiểm soát người và phương tiện ra vào trên địa bàn, đồng thời là giúp cho địa phương giữ vững được vùng xanh. Làm tốt công tác phòng chống dịch tại các khu vực cửa ngõ sẽ góp phần bảo vệ vùng xanh an toàn và giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19 của huyện Xuyên Mộc trong thời gian qua.